Chào chị Thảo, em biết chị Thảo là chủ tiệm nail trong 15 năm rồi. Chị Thảo làm trong cái ngành nail ấy, thì mặc dù là chị làm chủ nhưng mà chị có một chứng bệnh về cái tay của chị nó bị đau á. Như thế nào chị có thể chia sẻ cho bà con người Việt mình, cộng đồng người Việt mình làm trong ngành nail biết về cái câu chuyện đau cái tay của chị á chị Thảo? Chào mọi người, mình là Thảo Dương, mình ở Covington, Washington. Thì mình làm nail 15 năm. Thì mình có một cái chứng bệnh là giống như mình làm nail lâu lâu năm á, thì mình bị cái ngón cái, mà nó bị mỗi lần mà nó quặp xuống gì á là mình không thẳng lên được, mà mình thẳng rồi á khi mà mình quặp xuống lại nó cũng không được. Thì cái lúc đó mình không có làm được nữa, đau cầm cái tay tay bên mặt nữa, mình cầm cái máy nó dũa cái đó bên phải. Nên không có làm được. Thì một xo bóp làm đủ trò hết mà cũng không được, thì đi khám bác sĩ. Thì bác sĩ mới nói là bây giờ chỉ có hai cách, thứ nhất là tao phải chích thuốc cho mày. Đó, chích thuốc, nếu mà chích thuốc mà không hết nữa thì lần thứ hai mày trở lại thì đi mổ cái tay này. Thì nghe vậy mình rất là sợ. Mình mới nói ông xã mình, nếu mà mổ là coi như em không có còn làm nail được nữa, coi như là cái tiệm nail này chắc giao lại cho ông xã làm luôn đó. Thì ông xã mới nói thôi để coi thử, để đi chích hàng như thế nào. Thì quyết định là mình đi chích. Đi chích về sau nó được 3 tháng, 3 tháng thì nó êm được 3 tháng. Sau 3 tháng đó nó trở lại y chang luôn đó. Rồi cũng đi khám bác sĩ nói mổ mình không mổ. Thì về mình đùng một cái thì cũng nhờ người bạn giới thiệu cái thuốc về dược thảo đó. Thì mình nghĩ đi bác sĩ đưa thuốc uống rồi chích thuốc mà chưa có xong, mà bây giờ uống 3 dược thảo này chừng nào cho nó xong. Đúng rồi. Mình thì làm nail mình làm mỗi ngày nữa mà không xong là coi như là sao kiếm tiền đây. Mình nghĩ trong bụng vậy, cái mình không có đi mổ. Nếu mà mình mổ về thì mình băng bó, mình thấy có mấy bà khách của mình rất là nhiều bị cái tay này nhiều lắm. Mấy bà tới tiệm làm đó, mình hỏi là mấy bà nói tao mới đi mổ. Mình nhìn là mình thấy cứ ôm cái tay như vậy nè là mình biết mình là trường hợp như đó, mình không có làm được nữa. Rồi cái mình nghe cô bạn giới thiệu thì dược phẩm thiên nhiên, thì trong đó nó có bộ ba, thì nó có ba thứ trong đó. Thì mình cũng nói ok, thôi giờ mình không thích mổ thì mình phải uống cái này thử như thế nào. Thì chị cũng order cái thuốc đó, chị giờ chị uống. Và những cái dược thảo này nè. Đó. Chị cầm hai cái lọ lên chị. Những cái dược thảo này. Mình về mình uống thì mình uống mới có cỡ chừng 2 tuần thôi. Mình thấy cái tay nó nhẹ nhẹ. Nó chưa có thẳng nhưng mà tay nhẹ nhẹ, thì mình cứ vẫn tiếp tục uống. Thì trong vòng chắc cỡ 4 tuần mà sao á, cỡ 4 tuần thì mình cũng không để ý nữa. Tự nhiên sao mình cầm máy mình thấy bình thường. Mình thấy ủa sao cái tay hôm nay bình thường. Mình chạy tới mình khoe ông xã mình ủa anh, sao cái tay bữa nay sao nó tự nhiên nó mu luôn, nó không có còn thẳng như mấy hôm nữa. Tại mấy hôm nó thẳng cứng như vậy luôn. Mình bật xuống là không có được. Mình chỉ thẳng lên như vậy không à. Rồi cái mình khoe mấy ổng ấy, ủa sao bữa nay hết này vậy. Cái ông xã mới nói ồ vậy là bữa giờ em uống dược thảo đã bao nhiêu cả tháng nay rồi, chắc nó quớt rồi đó. Mình nghĩ ra là mình uống cái dược thảo rồi là nó bị cái ngón này, là tới bây giờ là mình không có bị, mình vẫn bình thường lại, không có bị cái gì về tay hết. Mà mình cũng có những người thợ của mình đó, mình cũng chỉ cho họ họ uống, thì họ nói trời ơi cái này công nhận hay đó chị, em uống là em cũng thấy bớt nên chị cũng chia sẻ nhiều người lắm. Cảm ơn chị chia sẻ cho người Việt làm tên em. Đa số em thấy em đi tìm em nhiều, đa số người Việt mình bị đau tay với đau chân với đau lưng nhiều lắm chị Thảo ơi. Đúng rồi đó, chị chia sẻ có mấy người khách Mỹ của chị vô, chị cũng chia sẻ họ nữa, rồi họ cũng order về họ uống. Nói vậy là thôi để tao try thử chứ tao không có muốn đi mổ. Tại vì tao thấy tao bị mổ một bên rồi, còn một bên nữa. Thì đó chị có chia sẻ với mấy bà khách của chị á, mấy bà khách của chị cũng order về xài. Cảm ơn chị rất là nhiều. Thì mong cái video này chị giúp cho bà con người Việt Nam mình có được cái sức khỏe và hết tay. Tại vì cái ngành của chị là cái tay là cái kiếm tiền, mà cái tay vừa mổ xẻ là làm sao kiếm tiền nữa. Đúng rồi. Thì cái đó là trường hợp của chị mà sợ nhất đó.
Bây giờ mình được rồi á thì mình cũng xin chia sẻ cho những người họ giống như mình gì đó thì để chị em mình đi làm kiếm tiền. Cảm ơn chị rất là nhiều, chị chúc chị sức khỏe và thành công.